thân mến, mình là cô cô độ bé bự đây. Bây giờ là 11 giờ 16 phút buổi trưa ngày 28 tháng 5 năm 2024. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục chuyện thủy hử chuyện của tác giả Thi Nại Am Trung Quốc. Chương thứ 43, Cẩm báo tử ngõ hẹp gặp đới tung, bệnh quan sách dương oai gặp thạch tú. Ở chương này thì câu cầu xin phép chia sẻ với các bạn một chút đó là ngay từ đầu thì câu cầu nói là cái bản này là câu cầu lấy ở trên mạng Thế và ở cái chương 43 này này, khi mà Google đang đọc thử thì thấy rằng là của ờ, sau cái đoạn mà chú quý ờ, dẫn mọi người đến để về sơn trại để giới thiệu ờ, đang giới thiệu thì tự nhiên lại thấy dương lâm ờ, nói và sau đó thì nói với đối tung tự nhiên thấy đột ngột thấy nhân vật dương lâm xuất hiện mà trong tiêu đề của chúng ta là cẩm báo từ ngõ hẹp gặp đới tung thế là câu khẩu thấy đọc đi đọc lại cái đoạn đó thì cảm thấy rằng hình như là nó phi lý kiểu gì ấy. thế và câu khẩu mới đi tìm cái bản bên tiếng trung tức là tìm cũng không biết là có phải là nguyên tắc của tác giả thi đại am viết hay không thế nhưng mà câu cầu đọc thì thấy cái bản bên tiếng trung ấy cảm thấy là nó khá là hợp lý với lại là cái tình tiết và diễn tiến của câu chuyện cho nên là Khâu Cầu đã copy cái đoạn cái chương này ở trên bên tiếng Trung và sau đó thì Khâu Cầu đã dịch và bổ sung cái phần mà trong cái chương 43 Khâu Cầu copy ở trên mạng Việt Nam mà bị thiếu vì Khâu Cầu đã tìm ít nhất là ba trang vì câu Cầu lại không mang cái bản giấy về câu Cầu có mấy cuốn mà mua lâu lắm rồi À, để trên Hà Nội mà cô cầu bây giờ thì đang ở Ninh Bình Nên là uh, cũng không tiện để đi tra cứu xem là trong các tác phẩm bản giấy thì có đầy đủ không Nhưng mà cô cầu đã dịch bổ sung rồi Thì nếu như mà các bạn nghe và thấy nó khác với ở trên mạng thì cô cầu bổ sung một chút Đó là câu cái đoạn mà uh, bổ sung thêm ấy um, thì là do chính cô cầu dịch uh, cái chương này Đó, thế mà chương thứ 43 Cẩm báo tử ngõ hẹp gặp đối tung bệnh quan sách dương oai gặp thạch tú khi đó Lý Quỷ xông vào đánh nhau với Lý Vân, vừa được dằm bảy hiệp thì Chu Quý Lão bác giao ra ngàn giữa hai bên mà nói lên rằng khoan, hãy khoan, nghe tôi nói đã. Lý Quỳ cùng với Lý Vân đều dừng tay lại. Chu Phú nói rằng, xin sư phụ hãy nghe lời tôi nói. Tôi đây nhờ ơn sư phụ dạy bảo đã nhiều. Trong lòng nào phải biết không biết ơn sư phụ. Xong mà lúc này anh tôi là Chu Quý hiện đương làm đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc này vâng lệnh của cập thời Vũ Tống Công Minh đi theo Lý Quỳ đến ở đất này Sòng chẳng may mới rồi Lý Quỳ bị bắt anh tôi sợ về Lương Sơn là không biết nói với Tống Công Minh như thế nào cho được bởi vậy là chúng tôi phải làm như thế để cứu lấy Lý Cà Cà cho thoát nạn vừa rồi Lý cả cả toàn sát hại sư phụ Xong chúng tôi không cho như thế Nhất định không nghe hắn Để đợi sư phụ tỉnh rồi sẽ thưa chuyện Tiểu đồ thiết tưởng Sư phụ là bậc thông minh, hiểu biết Chắc rằng cũng đã xét đoán ở trong lòng Vậy hiện nay sư phụ đã đánh sổ mất lý quỳ Và đã làm chết hại bao nhiêu người ở đó thì phỏng chừng là sư phụ có trở về huyện lịch được không? điều đó chắc là nguy lắm vậy bật nhược tiện đây thì sư phụ lên lương sơn bạc cùng với chúng tôi để nhập bọn với tống công minh thì lại là thượng sách chẳng hay là sư phụ nghĩ sao lý Văn ngần ngại một lát rồi bảo với chu phú rằng mà hiền đệ ơi chỉ sợ họ không dung bọn mình mà thôi Chú phú cười mà rằng <cười> chết nỗi sư phụ không biết tiếng một son đông cập thời vũ tống công minh là người trọng nghĩa so tài chỉ hai chiêu hiền nạp sĩ giờ nay hay sao lý văn nghe nói thở dài một tiếng mà rằng <laughs> bây giờ có nước không được về có nhà không được ở còn biết làm sao cho tiện mày mà tôi đây chưa có vợ con bận rộn không còn ai liên lụy đến thân cũng không sợ gì quan tư bắt bớ. Thôi thì xuông đất lên trời, đi đâu thì cũng xin theo một thẻ. Bây giờ Lý Quỷ mới cười mà bảo rằng <laughs> Thế mà cả cả không bảo cho Lý Quỷ trước Có phải là chào nhau vui vẻ Khó ấy phải đánh nhau không Nói đoạn Lý Vân cùng với hai người Giảo bước đi theo chu quý Đi đến nửa đường, bốn người cùng gặp nhau, rồi cùng áp xa trượng trở về Lương Sơn Bạc. Khi về đến gần Lương Sơn, thì bỗng gặp Mã Lân, Trịnh Thiên Thọ, đường đi đón. Hai người cùng báo với chú Quý rằng, Tiểu Đầu Lĩnh và Tống Đầu Lĩnh thấy các bác đi lâu, cho nên phải cho chúng tôi đi theo để dò thăm tin tức. Này các bác đã về tới đây, vậy chúng tôi xin vẽ báo cho hai ngài biết, để hai ngài biết trước nói đoạn hai người cùng về trước. Đến hôm sau, bốn vị hảo hán cùng gia quyến chu quý đều tới lương sơn bạc. Chu quý liền dẫn cả vào tụ nghĩa sảnh, rồi đưa Lý Vân ra chào Tống Giang và Tiểu Cái cùng các vị đầu lĩnh trước mà giới thiệu rằng ông này là Lý Vân, biệt hiệu là Thanh Nhẫn Hổ, vốn là đô đầu ở huyện Nghi Thủy xưa nay. Rồi sau đó, chu quý dẫn chu phú đến mà bái kiến mọi người nói rằng đây là xá đệ chu phú biệt hiệu là tiếu diện hổ già mắt tương kiến các vị lý quỷ bái tống giang còn trả lại đôi dìu tố chuyện đưa mẹ đến nghỉ lĩnh bị hổ ăn thịt bởi vì giết bốn con hổ lại kể chuyện lý quỳ giả bị giết à, mọi người đều cười ô cả lên Tiều Tống nói. cười nói, bị người giết chết bốn con mãnh hổ ấy, ngày nay à, Sơn trại lại thêm hai con hổ sống, nên phải ăn mừng. Các hào hán đều vui mừng, bèn đi giết dê, mổ ngựa, làm tiệc mà chúc mừng hai vị đầu lĩnh mới đến. Tiều Cái bèn gọi Bạch Thắng đi bên trái, mà ngồi lên phía trên. Ngô Dụng nói, dạo này Sơn trại mười phần hừng vượng cảm giác như bốn phương hào kiệt đều theo gió mà đến cũng nhờ đức của tiểu huynh và Tống huynh cũng là phúc của các huynh đệ đã là như thế thì mời chú quý hãy về phục chức trưởng quán ở quán rượu sơn đông thay cho thạch dũng và hầu kiện gia đình chu phú trẻ già lớn bé thì tìm một nơi khác để ở giờ đây sự nghiệp của sơn trại đã lớn rồi không còn giống như trước kia có thể thiết lập ba hàng rượu, chuyện đi thám thính chuyện cắt hung, chuyện nghĩa sĩ đi lại lên trên núi. Nếu mà triều đình điều binh bắt cướp thì có thể báo tiến binh như thế nào, chuẩn bị ra sao. Phía tây núi đất rộng rãi, có thể lệnh cho đồng uy đồng mãnh hai huynh đệ đem tầm khoảng 10 huynh đệ đến đó, mở cửa hàng, lệnh cho lý lập đem tầm 10 người đi qua phía nam núi mà mở cửa hàng lệnh cho Thạch Dũng đem khoảng 10 người đến phía bắc núi mà mở cửa hàng vẫn giống như cũ là bắn tên vào thủy đình mà làm hiệu tiếp ứng thuyền bè nhưng nếu có quân viện binh tiếp ứng thì phải phi nhanh vào báo trước núi có ba quan ải lớn truyền lệnh cho đỗ thiên tổng hành coi giữ trấn thủ nhưng có nhiệm vụ không được phép di chuyển sớm muộn đều không được phép rời đi lại lệnh cho đào tông vượng tổng giám công đào cảng nhánh tu sửa đường thủy mở đường sông sửa chữa thành quách sửa chữa đường lớn trước núi người ấy vốn xuất thân là một trang hộ việc tu sửa cũng đã quen rồi lệnh cho tưởng kính phụ trách kho bạc và nhà kho bao gồm các khoản chi tiêu tích lũy hàng chục nghìn và lập các tài khoản lệnh cho tiêu nhựa dựng ba con đèo ở giữa thành và ngoài thành ở trên núi và dưới chân núi nhiều đoàn người di chuyển về đèo để phòng thủ và hẹn các thủ lĩnh lớn nhỏ đánh số chúng lại hay ra lệnh cho kim đại kiện thực hiện các tác phẩm điêu khắc bao gồm các biểu tượng quân sự con dấu thẻ bài và các vật phẩm khác hầu kiện thì được lệnh may quần áo áo choàng áo giáp nâng các lá cờ và cờ năm sắc và các vật dụng khác lý vân được lệnh giám sát việc xây dựng các tòa nhà đại sảnh ở lương sơn bạc mã lân được lệnh giám sát việc đóng các tàu chiến lớn nhỏ lệnh cho tống vạn và bạch thắng đến kim sa lĩnh hạ trại lệnh cho vương lụy hổ và trịnh thiên thọ đến bến áp trụy hạ trại lệnh cho mục xuân chu phú quản tiền lương ở sơn trại lữ phương quách thịnh đứng ở hai bên nghỉ ngơi tại tụ nghĩa sảnh lệnh cho tống thanh truyền quản các việc yến tiệc mọi thứ đã được phân bổ yến tiệc kéo dài ba ngày thì cũng không có gì phải lo nghĩ cả lương sơn bạc từ đó không có việc gì làm mỗi ngày chỉ huấn luyện người ngựa và dạy võ thuật các thủ lĩnh trong thủy trại đều dạy cách chế tạo thuyền và cách xuống nước, các chiến thuật chiến đấu ở trên thuyền. Đột nhiên có một ngày, Tống Giang với Tiểu Cái và Ngô Dụ đang nói chuyện nhàn tản với mọi người. Huỳnh đệ chúng ta ngày nay đều cùng tụ đại nghĩa rồi. Chỉ có công tôn là vẫn chưa thấy trở lại. Tôi nghĩ ông ta về kế châu thăm mẹ bái thầy, độ khoảng trăm ngày sẽ trở lại này đã lâu rồi vẫn chưa thấy tin tức gì thề có thể phiền đới tung huynh đệ với ta đi một chuyến thám thế nghe ngóng xem tin tức của ông ấy thế nào sao mà vẫn chưa thấy về đới tung nhận lời tống giang vui mừng lắm nói chỉ có hiển đệ mời đi nhanh được mấy ngày là có tin tức hôm đó đới tông từ biệt mọi người sáng ngày hôm sau cải trang ăn mặc theo kiểu thừa cục xuống núi mà đi thật là dù là tẩu túc không chiếm quân ban một đời thường làm người thốn khác hai chân nợ người tiền lộ phí dám ti xuất nhập gậy đen dây hoa đèo tuyên bài soái phủ hành quân cờ xí màu vàng thứ lệnh tự ra gương ngàn dặm ngày đi dịch thời khẩn cấp quân tình báo không quá khắc sáng sớm ăn cơm kê ở sơn đông chiều muộn lại ăn lê ngỗng ở ngụy phủ lê ngỗng là một loại lê có vỏ rất mỏng lại nói về đới tông từ lúc rời lương sơn bạc đến hướng đến kế châu mà đi lấy bốn miếng giáp mã quấn vào chân làm phép thần hành trên đường chỉ ăn chút trà chay cơm chay Trên đường được 3 ngày Lại đến giáp danh huyện Nghi Thủy Thì chỉ nghe thấy người ta nói rằng Ê, Mấy ngày trước là Hắc Toàn Phong đi mất Lại còn làm bị thương rất là nhiều người Còn làm liên lụy đến cả đồ đầu Lý Vân Không biết là tung tích đi đâu về đâu rồi Đến nay thì vẫn chưa bắt được Đới tông nghe rồi khởi lại <laughs> Hôm đó đang đi à? Thì chỉ thấy từ đằng xa chuyển động lên một người trong tay cầm một ngọn giáo mát người đó nhìn thấy đới tung đi rất nhanh bèn đứng lại gọi lên một tiếng thần anh thái bảo đới tung nghe thấy ngoái lại mà nhìn lục dừng mắt lại nhìn thấy ở bên con đường nhỏ bên dốc núi có một đại hán đang đứng hoạt động đầu tròn tai to mũi thẳng miệng vuông mì thành mục tán eo thon vài rộng đới tung vội vàng quay lại mà hỏi rằng tráng sĩ chưa từng được bái kiến thế nào mà lại gọi cái tên hèn mọn của tôi được chàng kia vội vàng hoang mang mà đáp rằng túc hạ quả là thần thành thái bảo vứt ngọn giáo xuống bèn dạp xuống đất mà bái Đới tông vội vàng đỡ dậy mà đáp lễ hỏi túc hạ cao danh quý tính là chi đại hán kia đáp tiểu đệ họ Dương, tên Lâm, là người dân tổ quán Trương Đức Phủ, thường ở chốn Lục Lâm Ảm Thân. Giang Hồ đều gọi tiểu đệ là Báo Tử Dương Lâm. Mấy tháng trước, nơi quán rượu ở trên đường, có được gặp công tôn Thắng Tiên Sinh, ở trong tử điếm uống rượu tương hội, nói rằng... lường Sơn Bạc Tiểu Tống Hai vị đàn chiêu hiền nạp sĩ Nghĩa khí như vậy Bèn viết một phong thư dạy tiểu đệ đến đầu đại trại mà nhập bọn chỉ là không dám tùy tiện mà tiến vào công tôn tiên sinh còn nói ở đầu thôn lý gia cò chu quý mở Tửu điếm ở dưới dốc chiều gọi những người lên núi nhập bọn trong sơn trại có một đầu lĩnh phi báo gọi là thần hành thái bảo đới viện trưởng một ngày đi được 800 dặm nay thấy huynh trưởng hành bộ phi thường nên mời gọi lên một tiếng không ngờ rằng lại quả là nhân huynh, thật là thiên hạnh, vô tình được ngộ vậy. Đối Tung nói, à, ta cũng là vì công tôn thắng tiên sinh về kế châu, mà ai không có tin tức. Nay phụng mệnh tiểu tống hai ngày, đến kế châu để nghe ngóng tin tức đây. Tìm kiếm màng công tôn thắng về trại, không ngờ lại được gặp túc hạ. Tiểu đệ dù là người trương đức phủ dưới quản kế châu các châu quận thì cũng đã đi nhiều rồi. Nếu mà không chê thì xin cùng đi với huynh trưởng một chuyến. Đời tùng nói nếu mà được túc hạ làm bạn thực là vạn hạnh. Tìm được công tôn tiên sinh rồi thì cùng nhau về lương sơn bạc cũng không muộn. Dương Lâm thấy nói như thế vui mừng lắm bèn mời đới tông kết bái làm huynh đới tông thu giáp mã lại hai người từ từ đi đến tối thì vào một thôn điếm để nghỉ ngơi dương lâm bày rượu mời đới tông đối tông nói ta làm phép thần hành nên không dám ăn mặn hai người bèn chỉ mua một ít đồ chay mà tường đãi qua một đêm sáng sớm hôm sau dậy sớm nổi lửa ăn cơm sáng thu dọn khởi hành dường lầm nói với đới tung rằng nhân huynh dùng vắt thần hành để đi thì tiểu đệ làm sao mà theo cho kịp được đới tung cười và bảo rằng <laughs> phép thần hành của tôi có thể đem cả người khác theo cũng được này tôi buộc cho bác hai miếng giáp mã vào chân rồi làm phép cẩn thận thì bạc đi đứng cũng được nhanh nhẹn như tôi không hắc gì cả không thế thì theo thế nào cho kịp thôi chỉ sợ tiểu đệ là người phàm tục không thể nào mà làm thế được thì sao ôi không hề chi phép này tôi thường đem người ta đi luôn luôn gì trong khi đi thì phải ăn chay mới được nói đoạn liền đem theo hai miếng giáp mã buộc vào chân cho dương lâm và buộc hai miếng vào chân mình mà làm phép thần hành để cùng nhau ra đi trong khi đi đường, hai người cùng nhau kể chuyện giang hồ rất là vui thú. Trưa hôm ấy đi đến một con đường chạm, trung quanh thị toán núi lớn non cao. Dương Lâm bảo với đối tung rằng, cà cà ơi, ở trước mặt chỗ này có một tòa núi cao to đẹp. Sơn thủy hữu tình, tục gọi là ẩm mã xuyên, xưa này vẫn có một bọn cướp to ở đó đó, xong là không biết bây giờ như thế nào hai người vừa nói chuyện, vừa đi đến bên núi, thì chợt thấy cò tiếng trống ầm ĩ, rồi có một bọn hơn trăm lầu là kéo ra, trận ngàng lấy giữa lối đường đi. Trong bọn cò hai tay hảo hán, mỗi người cầm một thành đào mà quất lên. Hai người nào, đi đâu kia, hãy dừng lại đã, biết điều thì để tiền mãi lộ đó, ta sẽ tha cho Dương Lâm nghe nói cười bảo với đối tung rằng <laughs> ca, ca đứng đó để tôi giết hai cái thằng xuẩn hắn này cho ca, ca xem Nói rồi múa gươm xông vào để đánh Hai hào hán kia thấy thế Lực của Dương Lâm hùng dũng quá Thì đều chạy đến để xem Rồi có một ai nói lên rằng Hãy khoan, người này có phải là Dương Lâm ca ca đó chăng? Bây giờ Dương Lâm dừng tay lại Nhìn kỹ hai người thì mới biết là quen thuộc hai người ấy chồng rõ là dương lâm thì cũng vui mừng hớn hở tôi bảo nhau đến vái chào dương lâm liền gọi đới tung mà bảo rằng mời huynh trưởng hãy đến đây để nói chuyện với hai anh em ông này đã đới tung hỏi hai vị tráng sĩ này là ai sao lại biết được hiền đệ thế dương lâm trỏ vào người đứng trên mà bảo với đới tung rằng Ông này là người ở phủ Tương Dương, họ đặng tên Phi, vì hai con mắt đo đỏ, nên người ta thường gọi là hỏa nhỡn toan nghê, là sư tử mắt đỏ. Ông ta khiến cây thiết liên rất giỏi, không mấy người là dám đến gần. Anh em đã xà nhau mấy năm mà không được gặp, hôm nay cũng là bất ý, không ngờ lại gặp ở đây. Nói đến đó thì Đặng Phi hỏi ngay Dương Lâm rằng, vị quan trưởng này là ai? Tật không phải là bậc tầm thương hắn. Dương Lâm nói, vị nhân huynh đây là thần hành Thái Bảo, cùng bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc đấy. Đặng Phi lại hỏi, thế có phải ngài là đối viện trưởng đã có tiếng trong đám giang hồ, đi nhanh một ngày 800 dặm đó chăng? Đới tung đáp rằng, vâng, chính là tôi đây. Hai người kia nghe nói, vội vàng cúi chào mà rằng, Ôi, chúng tôi nghe tiếng ngài đã lâu, nay được gặp ở đây thực là may mắn lắm. Đới tung bội vàng đáp lễ mà hỏi rằng, thề còn này, ngài này là ai? Xin cho tôi biết. Đặng Phi nói, à, người này là anh em tôi, họ mạnh, tên Khang, người châu chân định, cò nghề đóng thuyền rất giỏi dạo trước vì việc nhà nước lấy đá hoa bắt đóng thuyền lớn sau bị quản tử trách phạt anh nga liền nóng máu lên giết ngày bản quản, rồi trốn tránh giảng hổ trong mấy năm ròng rã vì anh ta là người cao lớn trắng trảo nên người ta thường gọi là ngọc phan can mạch khang đới tung nè nói cả mừng rồi cùng nhau trò chuyện rất là tường đắp. dương lâm bèn hỏi hai người kia rằng thế hai bác tụ nghĩa với nhau được bao nhiêu lâu rồi đặng phi đáp chúng tôi đến đây được hơn một năm rồi hồi nửa năm trước có một người họ bùi tên tuyên nguyên người ở phủ kinh triệu làm chức khổng mục ở phủ ấy rất là thông minh trung thực một ly cũng không hề xâm phạm ai thế người ở phủ vẫn gọi ông ta là thiết diện khổng mục có nghĩa là khổng mục mặt sắt ông ta lại giỏi nghề quyền võ đau thương, trí dũng có thừa. Sau vì triều đình sai một quan tàn tham đến đó, liền bắt ông ta đầy ra đảo xà mùn. Khi đi ngang qua tới đây, chúng tôi liền giết hai tên công xài, rồi cứu ông ta, mời ông ta lên núi và lưu lại để làm chủ trại. Ông ta múa ở sòng kiếm rất là tài, hiện bây giờ là đương ở trong sơn trại. Vậy xin đón hai vị nghĩa sĩ qua chơi một lát cho vui. Nói đoạn, sai tiểu lầu là dắt ngựa đến để mời đới tung Dương Lâm lên trại, đới tung Dương Lâm tháo giáp mã ra, rồi cùng lên ngựa mà theo hai người kia cùng đi được một lát, đi đến trước cửa trại, bốn người cùng xuống ngựa để đi vào. Bấy giờ Bùi Tuyên nghe báo liền ra cổng để đón tiếp đới tung Dương Lâm mà mời vào trong sảnh tụ nghĩa. Đới Tung thấy Bùi Tuyên quá nhiên là tướng mạo đường đường, mặt mày trắng trẻo, thì trong lòng lấy làm vui mừng vô hạn. Khi vào tới tụ nghĩa sảnh, Bùi Tuyên mời Đới Tung ngồi giữa, Dương Lâm ngồi thứ nhì, còn Đặng Phi với Mạnh Khang thì ngồi ở phía dưới. Đoạn rồi sai làm tiệc lên để thiết đãi. Trong khi dự tiệc đời tùng đẻm hết các chuyện trọng nghĩa khinh tài của tiểu cái tống giang đẻm tấm lòng lâu lạc của các vị đầu lĩnh trong sơn bạc cùng là địa thế tình hình ở lương sơn kể cho mọi người nghe và khuyên nhủ Bùi Tuyên cùng vào đấy mà nhập đảng Bùi Tuyên có ý cảm phục mà rằng chúng tôi ở đây tuy không có gì song cũng đã chủ tính được vài ba trăm vũ ngựa vải mươi xe của và cũng được dầm bà tiểu lâu la cỏ lường thảo được ít nhiều vậy ngài có lòng yêu để giới thiệu cho chúng tôi được đòi lên sơn trại thì còn gì hơn nữa đới tung cũng cả mừng mà rằng Tiểu Thiên Vương cùng Tống Công Minh tổ đối đãi với người ta, không hề có chút gì là khác dạ. Này được các ngài tới đó, thì thực là thiếu gấm thêm hoa, ai không lấy làm quý hoa. Vậy xin các ngài cứ thu thập hành lý trước, đợi tôi cùng Dương Lâm sang kế châu, tìm công tôn thắng tiên sinh về đây. Rồi ta sẽ kéo nhau đi cả cho vui. Chúng đều vui mừng, rồi ngồi uống rượu với nhau, đến khi gần sáng mời dọn vào đoạn kim đình để ngồi. Khi vào tới nơi, đới tung nòm khắp phong cảnh ẩm mã xuyên, rồi nước nở khen rằng, Chỗ này thực là non cao nước cuốn, đẹp đẽ vô cùng. Hai ngài làm gì được mà ở cái chỗ sơn thủy đẹp đẽ như thế? Đặng Phi đáp rằng, hey chỗ này nguyên trước là có cái thằng ngu xuẩn nó ở với nhau ấy sau anh em tôi mới cướp đây mà chiếm lấy ở đây đấy nói đoạn cùng nhau cười ồ lên rồi lại ngồi xuống đánh chén bùi tuyên đứng dậy múa xong kiếm để uống rượu cho vui đới tung thấy vậy khen ngợi luôn mồm đoạn rồi chiều hôm ấy đới tung cùng dương lâm đều nghỉ chơi ở trong sơn trại Sáng hôm sau, đới tung xin phép để cùng với Dương Lâm ra đi. Ba vị hảo hán hết lòng cầm giữ không được, đành phải đưa chân xuống núi, rồi trở về thu thập để đợi cùng lên sơn chặn. Bây giờ, đối tung cùng với Dương Lâm từ dã đất ẩm mã xuyên, rồi cùng nhau đi dòng dã hơn mấy hôm trời, mời tới thành kế châu. Khi tới nơi, tìm vào hàng cơm yên nghỉ. Dương Lâm bảo với đối tung rằng công tôn thắng tiên sinh là người tu hành học đạo tất nhiên là ở chốn sơn lâm tĩnh mịch trừ không khi nào chịu ở trong thành vậy ta nên tìm hỏi ở ngoài thì có lẽ là tiện hơn đới tung nghe nói khen là phải bèn cùng nhau lần mò khắp cả ngoài thành để dò hỏi thăm nhà công tôn thắng hai người thăm hỏi suốt một ngày trời không hề gặp ai biết nhà công tôn thắng ở đâu Sáng hôm sau, lại kéo nhau đến khắp xóm làng phố xá ở quanh đó mà hỏi han, xong không có ai biết đến. Thế ngày thứ ba, đới tung bảo với Dương Lâm rằng, Thà, cứ vào trong thành đi, họa may có người biết được ông ta cũng nên. Nói đoạn, hai người cùng vào trong thành kế châu để hỏi. Khi vào tới nơi, tìm mấy người già cả để hỏi, thì có người nói là có lẽ ông ta ở núi to chùa lớn chứ ở ngoài thành chứ không trong thành thì không thấy có đâu đới tung dường lầm nghe nói là ai cùng nhau vơ vẩn loanh quanh không biết vào đâu mà thăm hỏi khi hai người đương đi ở trên phố bỗng nghe có tiếng cảnh trống vang lừng rồi thấy một đám rước con con đi đến trong đám rước có hai tên lính coi ngục đi trước một tên mang các đồ lễ vật hoa hồng một tên thì bưng các đồ vóc đoạn theo vẽ rồi có một người áp ngục tướng mặc đàng hoàng mình lộ những nét hoa rực rỡ mày ngài mắt phượng nét mặt hơi vàng cò mấy hàng râu lún phún che lọng đi sầu người này họ dương tên hùng nguyên quán ở đất hà nam Nhân theo một người anh em họ sang làm chi phủ kế châu rồi loanh quanh lưu lạc ở đó sau đó có một ông chi phủ mới đến nhân là biết dương hùng liền cho làm áp ngục lưỡng viện mà kiếm cả chức việc hành hình dương hùng võ nghệ rất khá nét mặt hơi vàng nên người ta thường gọi là bệnh quản sách dương hùng bây giờ dương hùng vừa mới đi xử trả mở pháp trường về cò một tên ngục tốt và thanh đao đi sau và các người quen biết đều mang lễ vật ra mừng rất nhiều khi qua phía trước mặt đới tung thầy có một đám người ra để nâng chén mừng đoạn rồi ở bên kia đường có một toán bảy tám người cũng lén ra đến trước mặt giường hùng bạn này có một anh đi đầu tên là tích sát rừng trùng bảo vốn là quân coi giữ thành trì ở đất kế châu sau là thường dắt cái đám vù lại đi kiếm chắc tiền nông để trời bởi phung phí quản tử cấm mạng cũng không xong trương bảo vốn biết dương hùng ở nơi khác đến đó mời có lòng khinh bỉ mà không coi vào đâu cả hôm đó thấy dương hùng được nhiều người đưa các đồ vóc đoạn nên dắt mấy thằng vù lại đánh chén ngả say rồi đến đó để toàn sinh sự bây giờ trương bảo gạt rẽ đám đông người ra rồi đến trước mặt Dương Hùng mà kêu lên rằng <laughs> Xin chào tiết cấp Dương Hùng thấy vậy liền đáp rằng à, Không dám mời đại ca đến sơi rượu Trương Bảo nói <laughs> Ta đây không cần uống rượu Chỉ đến vay tiết cấp dám bảy chục quan tiền để tiêu thôi Dương Hùng cười rằng <cười> Tôi giờ này tuy có biết đại ca Xong chưa từng giao thiệp đến tiền nông bao giờ Sao đại ca lại hỏi như thế Bác bây giờ lừa dối được nhiều tài vật của dân chúng như vậy, phải cho tôi mượn mới được chứ. Không, cái đó do người ta có lòng tốt mang đến cho tôi, sao lại bảo là lừa dối được. Anh đừng đến đây nói càn, tôi với đám quân vệ các anh có can thiệp gì. Trương Bảo lặng ngắt không trả lời, rồi ra bảo bọn kia xông vào mà cướp lấy các đồ mừng. Dương Hùng thấy vậy thét lên rằng, cái quân này vô lễ thực đó! nói đoạn toàn xông lên để đánh mấy đứa cướp đồ, dè đâu trương bảo ôm chặt lấy bụng, rồi đằng sau cò hai đứa ôm chặt lấy tay, không làm sao mà cựa được. bọn lính canh ngục thấy vậy đều kinh sợ mà bỏ chạy mất cả. Khi đó có một đại hán gánh một gánh củi vừa đi đến đó, đại hán kia thấy bọn kia cành giữ chặt lấy giường hùng, thì đặt ngày gánh củi xuống rồi gạt rẽ đám người ra mà xông vào mà càn rằng các anh ấy sao lại răng co với tiết cấp như thế trương bảo quay lại quốc mắt lên mà rằng Hừ, cái thằng ăn mày này việc gì đến mày mà mày dám hỏi chúng ta ho đại hán nghe nói cả giận liền giờ tẩy tát trương bảo một cái ngã lăn xuống đất mấy đứa kia thấy vậy vừa toàn túm lại để đánh bắt đầu bị đại hán tống cho mỗi đứa một quả đấm nã sưu ngã vẹo cả ra. Bây giờ Dương Hùng mới được thoát thân, liền giở tài nghệ ra mà đánh cho bọn kia không còn ảnh nào ngóc đầu lên được. Trường Bảo thấy thế, Nguy Bách liền bò dậy theo mấy ảnh cướp đồ mà chạy thắng. Dương Hùng lấy làm tức giận, cũng đuổi theo vào trong ngõ để bắt. Bây giờ Đại Hán kia vẫn còn hàng hái, đánh đập mọi người ở trên đường cái đới tung dường lầm thấy vậy lấy làm kính phục mà khen rằng ôi giữa đường thấy sự bất bình mà cũng tuốt gươm giả sức thế mới thực sự là hảo hán nói rồi liền cùng can đại hán kia mà nói rằng xin hảo hán hãy khoan tay tên thủ phạm đã chạy mất rồi còn đánh đập làm chi cho mệt hảo hán đi đến đằng kia nói chuyện cho vui đoạn rồi dương lâm gánh đỡ gánh củi còn đối tung thì dốc tay hảo hán mà mời vào trong tử điếm. Khi tới nơi, đặt gánh củi ở trước cửa, rồi ba người cùng vào trong để tìm chỗ ngồi. Đại hán kia chấp tay nói rằng, <laughs> xin cảm tạ hai người, sao ngài lại có lòng hạ cố đến tôi như thế? Đối tung đáp rằng, anh em chúng tôi thấy ngài là bậc nghĩa khí, giữa đường trừ việc bất bình, chỉ e là khi lỡ quá tay đến nỗi thiệt hại đến nhân mạng nên chúng tôi muốn mời ngài đến đây sời mấy chén rượu để nói chuyện nhân thể đại hán kia lại cảm tạ mà rằng các ngài có lòng ngăn cản vậy lại vào đây cho ăn uống thật là quá đáng sương lầm nói chúng tôi bốn bể anh em cả cò làm chi mà ngài phải nói thế xin mời ngài ngồi Nói rồi hai người nhường cho đại hán ngồi trên. Đại hán khiêm tốn hồi lâu, rồi đới tung giường lầm, ngồi về một vế mà mời đại hán ngồi một bên. Đoạn rồi, giường lầm lấy một lạng bạc đưa cho tử bảo, sai giọng rượu lên để ba người cùng uống. Khi uống được vài tuần rượu, thì đới tung hỏi người kia rằng, là dám thưa tráng sĩ quý quân ở đâu ạ? À? Cao tính đại danh là gì? Xin cho tôi biết Người kia đáp rằng chúng tôi họ Thạch tên Tú, quê ở Kim Lăng, từ thuở nhỏ theo đòi võ nghệ, tính thích trừ những việc bất bình, ai ai cũng gọi là tiểu mạnh tam lang. Sau theo chú đi buôn ngựa, bắt đầu giữa đường chú mất, tiểu hết cả tiền nong, đành phải lưu lại ở đất kế châu mà hái củi kiếm ăn cho quà ngày quà tháng. Nay gặp các ngài ở đây, xin dám hỏi các ngài ở đâu? Đời Tùng đáp, à, hai anh em chúng tôi ở phương xa tới đây, có chút việc riêng nhận thấy tráng sĩ là một người hào kiệt, đành chịu bán củi kiếm ăn, thì bao giờ mới được phát đạt? Vậy bất nhược liều thân dấn với giang hồ mà hưởng sự khoái hoạt sau này có thú hơn không? <laughs> tôi chỉ biết mấy miếng côn quyền, thế thì làm gì mà phát đạt với khoái hoạt được? Thời buổi này đương lúc mơ màng thì lốn thốn Triều đình thì đã chẳng ra cái gì Mà gian thần lại cả lộng Ê, kẻ hai người rõ Nào ai đã phân biệt được ai Vậy tôi thiết tưởng Ngài nên đến Lương Sơn Bạc Nhập bọn với Tống Công Minh Mà chia vàng xẻ áo Đợi đến lúc triều đình chiêu an Thì sẽ cùng với quy phú Như thế có hợp lẽ hơn hay không Thạch tú thở dài mà rằng <tôi> Tiểu đệ cũng có ý thế, nhưng mà nào có ai tiến cử lên cho. Đới Tung nói, nếu mà chàng sĩ muốn đi, thì tôi xin tiến dẫn cũng được. Thế chẳng hay Cao Danh hai ngài là gì? Tôi là Đới Tung, làm viện trưởng ở Giang Châu khi trước. Còn người anh tôi đây là Dương Lâm. Thế, vậy ngài có phải là thần hành Thái Bảo đã từng có tiếng giang hồ xưa nay hẳn? Vâng, chính là tôi đây nói đoạn liền bảo dương lâm mở bao phục lấy ra một đĩnh bạc hai mươi lạng để thiết đãi thạch tú thạch tú từ chối mãi không được sau phải vâng lời nhận vậy bây giờ thạch tú biết rõ đới tung là lương sơn bạc thì trong bụng vui mừng toàn giải bày tâm phúc và thương thuyết để nhập bọn một thẻ. chợt đâu thấy dương hùng đem một bọn hơn hai mươi công sai đi vào hàng rượu để tìm hỏi Đối tung dường lầm thấy vậy cả kinh, liền bắt chợt lúc đông người mà lén đi mất. Hai người đi xong thì Thạch Tú vội vàng đứng dậy để đi đón tiếp Dương Hùng mà hỏi rằng Tiết cấp đi đâu? Có việc gì thế? Dương Hùng cười đáp rằng Kìa đại ca, tôi đi tìm mãi mà không thấy, sao lại ngồi uống rượu ở đây? Bây giờ tôi mãi miết đánh mấy thằng cướp để cướp lại lễ vật các thứ thành ra Túc Hạ đi ngay, tôi lại không được biết. Sau có người nói, có hai vị khách nào đón tiếp Túc Hạ đến uống rượu ở đây, nên là tôi phải đến đây để tìm. Thạch Tú nói. À, vâng, vừa rồi có mấy ông khách ở đằng xa, bảo đến đây uống vài chén rượu, cũng không biết rằng tiết cấp có tìm... Dương Hùng cả mừng, liền hỏi đến tên họ và quê quán của Thạch Tú. Thạch Tú lại đem câu chuyện của mình bấy lâu, nói cho Dương Hùng nghe. Dương Hùng nói, Thế, hai người ấy đương uống rượu với Túc Hạ đi đâu cả rồi? Hả? Hai ông ấy thấy tiết cấp dẫn người đến, tưởng là lại sinh sự đánh nhau, cho nên là các ông ấy bỏ chạy cả rồi. Dương Hùng nói, Nếu vậy thì tôi xin ngồi đây, tiếp rượu Túc Hạ cho vui. Nói xong, lại gọi tử bảo lấy hai vỏ rượu, giọt cho lũ công sai, mỗi người bà chén, để uống, rồi đi về trước. Dương Hùng thì ngồi tiếp rượu Thạch Tú. Bây giờ bọn người kia đi cả rồi. Dương Hùng liền nói với Thạch Tú rằng, Tôi nói câu này xin Tam Lang tha lỗi cho. Tam Lang ở đây tất là không có thân thuộc họ hàng nào. Vậy xin kết làm anh em, chả hay Tam Lang có bằng lòng không? thạch tú cả mừng mà rằng "Vậy xin hỏi tiết cấp năm nay bao nhiêu tuổi? À, tôi năm nay 29 tuổi. Tiểu đệ năm nay 28 tuổi. Vậy xin tiếp cấp cho tiểu đệ bái làm ca ca." Nói đoạn liền lại Dương Hùng bốn lại mà tự nhận làm đàn em. Dương Hùng cả mừng, sai tử bảo dọn rượu lên hai người cùng uống. Đường khi uống rượu chợt thấy bố vợ Dương Hùng là Phan Công dẫn năm bảy người đi tìm đến đó. Dương Hùng thấy vậy liền đứng lên nói rằng, Thái Sơn tôi đây có việc gì vậy? Phan Công đáp, ta nghe nói người đánh nhau với ai, nên ta đem người đến xem sao. Dạ vâng, vừa rồi có tên Trương Bảo, rắc à, rối lôi thôi, xong nhờ có thạch huynh đây đánh cho nó một mẻ siêu hồn bạt phách đi rồi nay con đã nhận thạch huynh làm anh em kết nghĩa xin mời thái sơn ngồi sơi trời rượu cho vui phan công nghe nói ra dáng vui mừng liền ngồi xuống ở bên cạnh thạch tú rồi gọi tử bảo lấy thêm đôi đũa chén ba người cùng uống rượu khi đó Phan Công thấy tướng Mạo Thạch Tú ra dáng anh hùng trưởng đại thì trong bụng càng lấy làm mừng rỡ mà rằng còn rể tôi có được một anh em như thúc thúc để trông nom giúp đỡ cho thì bao giờ đứa nào dám sốc láo nữa chẳng hay sửa này thúc thúc cò buôn bán những nghề gì thạch tú nói phụ thân tôi ngày trước có nghề làm mổ thịt lợn xong đến tôi thì lưu lạc giang hồ không sao mà đối nghiệp được ồ vậy thì thúc thúc cò biết những việc ấy không Thạch tú cười rằng <cười> từ nhỏ ăn cơm nhà hàng thịt làm chi mà không biết nghề mổ lợn. Phan công nói: Thôi đây ngày trước cũng là chân đổ tẻ xuất thân nhưng ngày giả yếu không có làm gì được nữa. Còn con rể tôi đây thì lại theo đòi việc trong quan phủ, cho nên là phải bỏ hẳn cái nghề ấy cả cũng tiếc lắm nói đoạn ba người cùng uống rượu say rồi mới trả tiền già về. Dương Hùng bảo Thạch Tú vất gánh củi ở đó rồi mới về nhà nói chuyện. Khi về tới nhà, Dương Hùng liền gọi vợ ra mà bảo rằng Đại Tấu, giá trao thúc thúc mau lên. Bây giờ có tiếng đàn bà ở trong hỏi lên rằng Đại ca có thúc thúc nào mà bắt tôi ra chào? Dương Hùng nói, bật tất phải hỏi, cứ ra chào đi đã nói rất lời thì có người đàn bà ở trong rón rén đi ra thạch tú thấy vậy liền vội vàng đến trước mặt vái chào mà rằng xin mời tẩu tẩu ngồi nói xong liền cúi dạp xuống để lại nguyên người này là con gái của phan công sinh giữa mùng 7 tháng 7 nên mới đặt gọi là Sảo vân trước đây đã lấy một người lại mực ở kế châu là vương áp ti sau được 2 năm thì vương áp tì mất, nàng lại mới lấy dương hùng chừng được ngót một năm này. Bây giờ nàng thấy thạch tú lại chào thì có ý khiêm tốn mà rằng <laughs> Chúng tôi còn ít tuổi, giảm đầu mạng phép nhận như vậy. Dương Hùng nói, chú ấy là anh em kết nghĩa với ta đó, đại tẩu là đàn chị cứ nhận lễ cho mới được. Thạch tú lễ xong bốn lễ, thì xảo vân lại đáp lại hai lại rồi mời vào trong nhà ngồi chơi và sai dọn một gian phòng để lưu thạch tú ở lại sáng hôm sau dương hùng sai người lấy đồ hành lý của thạch tú gửi ở hàng cơm để đem về nhà rồi chẳng lại vào phủ hầu biệt quan mà lưu thạch tú lại ở đó kể cho non nước gần xa cùng nói tâm huyết cùng là tương thân về phần đối tung giường lầm từ khi ở tửu điếm đi ra hai người lại trở về hàng cơm nghỉ trọ rồi sáng hôm sau lại đi tìm hỏi nhà công tôn thắng luôn ở trong hai ngày mà không ai biết đến sau bất đắc dĩ phải cùng nhau thu thập để trở về để báo cho sơn trại biết đường đi qua ẩm mã xuyên hai người cùng nhau vào rủ đám bùi tuyên sắm sửa nhân mã giả danh làm quan quân đi tuần tiễu mà cùng nhau kéo đến lương sơn khi về tới đại trại các vị đầu lĩnh thấy đới tung rủ được nhiều người nhập đảng thì ai nấy đều vui mẹ có vẻ vui mừng mà cùng nhau yến ẩm cho vui từ đó sơn trại càng thêm thịnh vượng vô cùng nói về bố vợ dương hùng là phan công từ khi có Thạch Tú ở đó, trong lòng cũng có phần vui vẻ thêm lên. liền bàn với Thạch Tú để mở ngôi hàng thịt lợn mà rằng, về phía sau nhà tôi đây là một nơi ngõ hẹp, còn một gian nhà bỏ không, lại có cả giếng nước ở gần đó. Vậy tiện đây ta nên bỏ một lò lợn và dọn phòng ở trong đó để cho thúc thúc ở, để trông nom cho tiện, thể thúc thúc nghĩ sao. Thạch Tú cũng ưng thuận mà rằng Hả? À, nếu mà như vậy thì rất là tiện lợi Thì còn gì hơn nữa Phan Công nghe nói liền bảo Thạch Tú giữ coi sổ sách Xếp đặt công việc Và cho tìm người thạo việc khi trước Đến để sắm sửa các thứ quầy dao bản đá Mua 15 con lợn về đó Rồi chọn ngày tốt để khai trương Ngày hôm khai trương Các bạn bè xóm giềng đến mừng rỡ trẻ chén rất là đồng đúc. Nên là việc buôn bán cũng nhờ đó mà càng ngày càng thêm phát đạt, khiến cho phản công được vui vẻ ở trong lòng. Mà thạch tú thì cũng được no lòng hề hạ. thấm thuật, trong hai tháng trời, bây giờ đương đủ thu tản đông tới. Một hôm thạch tú dậy sớm từ lúc canh năm, đi mua lợn đỏ huyện khác, đến ba ngày mới về. Khi về tới nhà thì thấy cửa hàng đóng kín, mà các khí cụ ở trong nhà cũng thay thu xếp đi đầu hết cả. Thạch Tú vốn là người tinh ý, thấy vậy thì tự nghĩ ở trong bụng rằng, ố, người ta thường nói là người nào tử tế suốt đời, hóa nào thắm mãi không phai bao giờ. Lâu này ca ca đi việc quan vắng, tên là tẩu tẩu ở nhà, thầy ta ăn mặc lành lặn như thế này, lại có lòng ngờ vực chi đây? Lại nhân ta đi có việc ba hôm nay mới về Thì sao khỏi sự dị nghị mà hoãn việc buôn bán này đi Thôi ta không nên đợi cho họ đến tận nơi Phải tự xử mình đi trước mới được Nghĩ đoạn liền bó lợn vào chuồng Vào phòng thu xếp hành lý Và biết một tờ đơn hàng cẩn thận Để đem ra nói chuyện với Phan Công Khi tới nhà ngoài Thì đã thấy Phan Công sai dọn cơm dụng ngồi đợi ở đó Phan Công thấy Thạch Tú vào liền kiếm lời an ủi mà rằng thục thục đi lâu tức là khó nhọc thế hey, xin mời thuốc thuốc ngồi xơi rượu rồi nghỉ một lát đã thạch tú cung kính đáp rằng Hả? xin giúp triệu nhân sơi rượu chúng tôi đi về đó là thường cò làm chi mà dám kẻ công lao khó nhọc ừ. xin triệu nhân hãy nhận cai đơn hàng này cho chúng tôi biên chắc rất là minh bạch nếu có một chút gì tâm ý, thì nguyện xin trời chú đất diệt không tha Phan Công có vẻ ngạc nhiên mà rằng Sao Thục Thục lại nói những lời như vậy? Họ nhà nào có việc gì đâu? Thạch Tú nói Chúng tôi xa bỏ làng nước từ năm lên sáu lên bảy đến nay Này muốn về thăm quê quán một phen Vậy xin tính toán trả lại cửa hàng Rồi sáng mai tôi xin từ ca ca để đi sớm phan công biết ý thạch tú liền cười nói mà rằng <laughs> Thục thúc lầm rồi Thục thúc khoan tâm để lão phân giải điều này cho thúc thúc nghe cho hay lợi danh đã mẩn mê người hỏi rằng bảo quản trên đời mấy tay giang hồ quen thú tỉnh say dẫu sao nam bắc đông tây ngại gì ở đời chức liệu cơ vì anh hùng tiến thoái tùy nghi mới là vì chăng bốn bề một nhà thì trong thanh khí dễ mà dám quên lời bản của thánh thán Hồi này dở lên trước chép về Tống Giang đã tới Lương Sơn, bao nhiêu đuối đầu đã kết lại, không dừng ở lại được nảy ra câu chuyện đới tung đi tìm công tôn thắng. Để lại mở đầu mối diễn ra, bèn chuyển ra tả đến một thiền gấm bốc văn chương của Dương Hùng Thạch Tú cho đến hồi tam đả trúc gia trang vô số chuyện kỳ quan chính là một hồi này đón tiếp một khoảng kéo dài ra vậy Xẹt ra những ai ham chơi thắng cảnh danh sơn thì hãy chịu khó lần mò há ăn thịt béo thì hãy chịu khó đùn bếp ham thú chằng hoa hãy chịu khó đêm khuya ham thấy mỹ nhân hãy chịu khó trải chuốt nay một hồi này xin độc giả chịu khó đọc qua tác giả tả một bước đường đi của một hồi này thấy rất nhiều đoạn văn tự nhỏ quá chuyện lý vân tưng dụng chỉnh đốn cơ đồ phạt lạc đầu lĩnh rồi tới đới tung đi quả kế châu nghè dự luận lý quỳ nào là gặp dương hùng nào là hẹn bọn bùi tuyên sau cùng đến chuyện thạch tú đều thấy một cái khéo léo của một gò cao khẻ thấp không phải như mọt sách chỉ chép một mạch thẳng như đi giữa chốn bình nguyên các bạn thân mến như vậy thì hồi chương thứ 43 đã kết thúc rồi và uh, câu chuyện của Thạch Tú Dương Hùng còn rất là ly kỳ mời chúng ta theo dõi ở vì video sau ạ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn bữa trưa ngon miệng ạ.